Đang xin chào bạn. Sau đây đang xin hướng dẫn các bạn là xử lý cái vết nứt ở ngọn cần. Tất cả các đốt ở cần tay đều xử lý được hết. Đây ví dụ này đang bị cái đốt thứ hai của ngọn cần tay. Đây đang bị nứt này. Đây, nhìn vết nứt này. Đây, vết nứt này. Đang bị tụt ra đây. Rút nó tụt ra đây. Bệnh này nhẹ thôi các bạn, không vấn đề gì. Các bạn cuốn chỉ đơn giản đây, bị rút hẳn ra đấy. Thì bây giờ các bạn cuốn chỉ này xong đây, làm video hướng dẫn các bạn. Cắn vừa phải đầu ngọn này, gọi là chống dập nữa, nó đang bị dập sẵn rồi, giờ mình chống dập nó sẽ để nguyên định dạng ban đầu mà cũng không mất thẩm mỹ cho nó rất đẹp. Còn rất đẹp thì các bạn lấy chỉ đen này hoặc là lấy chỉ trắng tí đó nổ này, tí chỉ trắng cho nó nổi viền, coi như là viền trang trí vậy. Có thể các bạn nó không dập thì các bạn làm chống dập trưỡng được, và cũng là một cái hình thức trang trí cần, chẳng vấn đề gì. Trang trí chỉ trắng cải màu đi tí cho đẹp. Phần trên này 1 tỷ. Cải màu đi. Đẩy lên 1 tí, cái này hơi tợ đâu. Rồi, cắt cái chỉ thừa đi. Lấy kéo hoặc là đây vào móng tay cắt dễ gọn. Nó không bị dập thì các bạn có thể quấn như này trang trí cũng được các bạn. Nếu các bạn muốn trang trí đẹp thì các bạn có thể dùng chỉ kim tuyến bạn phối các màu, sau đó các bạn phủ keo và keo có keo cái hai thành phần, cái phủ trong epoxy nó đóng típ đấy các bạn. Đây hướng dẫn các bạn thì nhanh thì các bạn đây là đang đây, các bạn này rút đầu chỉ, giấu đầu chỉ đang dùng keo 52 hướng dẫn các bạn. Các bạn nào muốn trang trí cần thì đang các bạn mua keo epoxy trong suốt về đoạn phủ cần sẽ đẹp. Các bạn cuốn vừa phải, đừng ra mép nhiều quá, cắt đầu ra xỏ qua cái dây mình đặt đấy. Rút ra này, bấm vừa phải.
hơi đẩy lên tí nó gần bằng mép nó đẹp, để đủ cái độ đẹp và cái vết quấn của nó các bạn. Để coi như là để trang trí không vấn đề gì. Đấy, ra đẹp con gì trắng cải màu đi cho đẹp các bạn. Thì các bạn nhỏ cái 52. Cái 52 các bạn là cắt cái đầu này vát đi một tí. Cho keo ra vừa phải. Nửa keo này có tác dụng gì? Tác dụng cho nó không bị sổ chỉ. Nếu mà đây là trường hợp làm nhanh, các bạn muốn làm đẹp đấy, các bạn dùng epoxy keo AB hai thành phần, keo phủ chỉ chuyên dụng. Các bạn chống đứt này nó khô nhanh, không được thẩm mỹ bằng keo epoxy được, nên độ chắc thì nó tương đương nhau thôi. Rúm đi cho khô thì rồi các bạn thử, không nó dính lại đốt ngọn vào thì nó thành. Đấy, sau khi khô bạn thử đi, em có rút được không, không là bị nứt. Kiểu này là như kiểu dạng bó bột nứt, thứ nhất là cũng không bị nứt, thứ hai mà nếu bị nứt rồi thì các bạn vẫn ok. Thôi hồ kéo giật thoải mái, không bị tụt. Rồi. Ok các bạn nhé. Vừa rồi đang vệ sinh đã hướng dẫn các bạn là cách chống đứt. Đấy, chống đứt khoảng cần câu hoặc là nứt rồi các bạn cũng có thể xử lý được như này. Đấy, đang Fishing xin chào, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của Đàm Fishing.